Rồi, tiếp theo đến với Virgo mắt thần nha anh em, E010. Đó chính là con bot cuối cùng của cái chế độ này. Và để mà vượt qua con này thì em sẽ sử dụng kỹ năng như sau. Đó chính là Q2, W1, E3 và R1 nha anh em. Combo thứ tự sẽ là W, Q, E để tăng thời gian hất tung, và sau đó dùng R. Và đặc biệt lưu ý nhé, con Virgo này nó sẽ biến thành hai con, đó chính là Set và Luck. Thì em sẽ phải dùng chữ Q này để phá cái lớp khiên của nó, khiến cho nó không có thể gây sát thương cũng như là tạo giáp nhá anh em. Đó, còn lại thì anh em cứ dùng combo W, Q, E bình thường. Rồi, bây giờ sẽ chiếm luôn nhá anh em. Ok, W, Q, E. Đó, từ từ thôi anh em nhá, chiếm tiếp phát nữa này. Ok, hồi combo thì đánh tiếp. Rồi, lý chưa? Hồi đắc đi tiếp, lại tiếp, rồi lại E. Đó, cứ như thế thôi anh em nhé. Ui, rồi, tí này, rồi luôn này. Đó, cứ xả chiêu liên tục nha anh em nhé. Ui, đó, mình cũng được hồi khá là nhiều máu nha. Đi tiếp này, khá siêu rồi. Đó, ok chưa? Đấy, Q này, E này, R này, ok. Q này, tung hứng này, Q tiếp này, Q tiếp này, ok chưa? Q tiếp. Đó, được chưa? Đó, rồi ok, tiếp nhé, Q này. Có siêu nhá anh em nhé, khá siêu này. Đó, rồi bây giờ anh em sẽ cần gì? W, Q, E, R. Đó, đã là xong anh em, đã vượt qua được con bot Virgo mắt thần, khá là easy đúng không? Đó, và cuối cùng thì phần thưởng của anh em được sẽ là gì? Ở con Virgo này thì anh em sẽ nhận được đó chính là cái biểu tượng cộng với cả khung skin. Đó, khá là ok đúng không anh em? Thì những anh em nào chưa biết thì nhớ nhá, vào đây tham gia cái sự kiện tinh võ sư này nha, để anh em có thể kiếm được điểm danh vọng này, rồi thì cũng khá là nhiều các cái phần thưởng ở trong cái sự kiện này cơ. Đấy, tổng hợp thì đây, mình sẽ vào phần bộ sưu tập cho anh em xem nha, về phần biểu tượng nhá. Đó, ở đây mình đã sưu tập được rất là nhiều biểu tượng, phải tầm khoảng 20 mấy cái biểu tượng anh em ạ. Đó, và đặc biệt hơn thì là mình đã lấy được cái khung anh em ơi. Đấy, khung cờ hiệu đó, rất là đẹp nha. Đấy, ở trong khung hồ sơ này thì anh em nào mà chưa biết thì có thể tham gia cái sự kiện tinh võ sư để lấy nha. Thì theo mình được biết thì cái sự kiện này nó sẽ kéo dài hình như là còn khoảng bao nhiêu ngày nữa nhỉ, 30 mấy ngày nữa sao ấy. Đó, nên là anh em cố gắng nhé, tham gia để lấy đi nha. Anh em nào mà chưa biết thì cố gắng là hoàn thành xong cốt truyện này, xong sang phần thông thạo và để đi chiến bot nha. Đấy, những anh em nào chưa biết thì có thể lên fanpage Twitterface cũng như là kênh YouTube của mình để xem. Đó, ok, rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.